Hello nhá, Nga xin chào toàn thể cô chú anh chị tất cả mọi người nhá. Cả nhà ơi, Nga đang đi trên đường đi Sapa, ở đây là dốc Cốc San. Từ đây lên Sapa thì còn 28 km nữa. Và hiện tại thì Nga đang nhìn ở phía đằng kia có một bà cụ đang hái rau, các loại rau dền cơm, các loại rau dại. Có lẽ là bà cụ hái để mang ra chợ bán. Và bây giờ thì Nga sẽ ra để giúp đỡ bà cụ hái rau cùng với bà cụ và trò chuyện với bà cụ một lúc. Cả nhà cùng với Nga đi ra đó nhé. Cái này mà bà hái ngon rồi à, nó non à, lấy cái lá này thì bỏ à, cái này không lấy được. Vâng, còn chưa phai đâu à, chưa có hoa. Thế nhà bà có ở gần đây không? Lá. Thế sao bà đi nhờ ô tô đến đây à? Yeah. Con ban nay con thấy bà năm nay bà vâng, rau này ăn thì rất là ngon, rất là tốt mát mà. Dạ. Vâng. Bà ơi, nhà bà có đứa con đi cháu không? Đông lắm. Ở cái góc đằng kia kìa bà ơi. Đằng bé đằng kia có tốt lắm. Bà bỏ vào túi. Ông thấy cháu lấy đi. Cháu hái cho bà chứ cháu lấy làm gì? Vâng, cháu nhìn thấy bà hái cháu ra hái giúp bà chứ. Cả cái cây thòng bóp này còn lấy không bà? Đây đây, cái này cũng lấy đúng không? Vâng. Hà Nội cơ. Vâng. Vâng ạ. Con đi chắc là phải chục ngày con mới về. Vâng. Mới đi đến đây à? Vâng. Vâng. Ừ. Đi làm công ty xí nghiệp không? Đi làm. Cũng đi ạ. Dạ. Con thấy bà đi xuống từ ô tô nhưng mà bố con chưa kịp hỏi. Máy đi ạ. Chắc đằng kia nó non à, đi đi ra góc đằng kia kìa. Chỗ này hết rồi còn đâu. Con thấy những cái lá này già quá mà bà vẫn hái này. Cái cành này thì ra này thì ăn gì à bà? Cái lá này già lắm rồi. Cái này non non rồi. Vâng. Vâng ạ. Nhà bà có gần Sapa không? Không hay. Bao nhiêu ạ? À? Vâng. Vâng. Đấy, chỗ này non chứ. Chỗ này non trắng nè. Thế bà đi bà không mang áo mưa đi, nhớ mưa thì sao? Có mưa mà. Có ạ. Đây cũng có nhà đây mà. À, có nhà ở đây. Vâng.
Lều đấy, có lều kia đúng không? Lều xí xí kê rồi, xí 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 kê rồi. Tiếp tiếp dưới kia chứ không phải đây ha. Do không là chi. Con này không lo gì thuốc đâu, không lo gì thuốc cá này mà thưa này bác ấy. Ừ, cái này ngon trắng này, ngon quá. Có bao nhiêu anh chị con cháu? Nhà toàn một mình thôi ạ. Ở đây là nhà bà gọi là dân tộc gì bà? Mông. À, dân tộc Mông. Hồi xưa ấy là con đi làm ca sĩ đám cưới. Con có làm ở huyện Bảo Thắng, không biết là Bảo Thắng. Vâng. Thế ạ, à, người ở đây rất là quý người nhá. À, con không nhớ ở cái chỗ nào á. Bà cho con ngắm bà một tí được không? Bà đeo khẩu trang con chờ để hơi đông đáng yêu quá này. Dạ rồi. Dạ thì thế là được rồi. Dạ. Thế, thế thôi. Cháu đi nhé. À vâng ạ. Đấy, cái này non này, ừ, ngọt trắng này. Cái da con ngon. Tại vì mới mưa xong thì nó cũng ngon. Mưa bây giờ mưa mới xả xong mà cũng đủ này. Đấy. Ngọt trắng lắm. Con đi nhá bà nhá. Đây bà ơi, đây 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 này, đây này. Vâng, con đi nhá. À, sau một lúc giao lưu trò chuyện với bà thì Nga được biết bà là người dân tộc Mông và bà là một người rất thân thiện gần gũi. À, Nga hái rau giúp bà một lúc thì Nga đã tìm hiểu được bà cũng có ba người con và bà nói thì đôi câu Nga nghe cũng chưa rõ, chỉ biết là có cháu nội cháu ngoại, có con trai con gái đầy đủ. Các con thì cũng đi làm công ty xí nghiệp hết rồi, nên là trước khi mà Nga ra trò chuyện với bà ấy thì Nga cũng có ý định là nếu như bà mà khổ thì Nga cũng sẽ giúp đỡ bà một ít tiền để cho bà gọi là tí quà thôi. Thế nhưng mà thấy bà nói chuyện là các con các cháu rồi là con trai con gái đi làm công ty xí nghiệp hết. Vì vậy là Nga chỉ trò chuyện và giao lưu với bà một lúc rồi chia tay với bà. Thế tất cả là chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì câu chuyện của Nga kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nhé.